Đấy. Mình xem với cái tư cách là giải trí đơn thuần chứ không phải là để mình bắt chước theo hay là mình học hỏi theo cái gì. Nên là mình nghĩ là mọi chuyện vẫn ok. Đây là 969798. Không. Xin chào độc giả của Giang, tụi mình là Đi Táp. Đối với mình thì mình nghĩ là Việt Nam của chúng ta những ngày qua đã trải qua những cái chuyện nó, những cái dịch bệnh nó làm ảnh hưởng đến cái tinh thần xã hội mọi người rất là nhiều. Cho nên là mình nghĩ là khi mà mọi người trong cái trạng thái là lúc nào cũng bị ở nhà, stay home cái thứ và kiểu không được đi làm, căng thẳng này nọ, thì mọi người sẽ kiếm một cái nguồn vui gì đó để giải khuây, và vô tình những cái hiện tượng mạng đó lại trở thành một cái gì đó khá là vui, khá là viral trên mạng xã hội. Theo mình thì mình nghĩ là cái này là mang tính hiện tượng, và những cái câu nói đó mọi người chỉ xem nó đơn thuần là vui thôi. Mọi người thấy nó vui, mọi người thấy nó ngộ ngộ, mọi người chia sẻ. Đúng rồi. Chứ mình nghĩ bản thân mỗi người á đều có những cái suy nghĩ riêng, và có thể là chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái lời nói đó quá nhiều đâu. Theo mình là phải. Quan trọng là nó vui và nó hài hước. Là mọi người cần cái sự hài hước, nó mang đến cái tinh thần thoải mái. Đúng rồi. Bản thân Thịnh nghĩ là nó cũng sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến gọi là cái tại vì mỗi người có một cái suy nghĩ giáo dục sau này á, kiểu thì anh nghĩ là nó vui thôi. Và bản thân anh cũng thấy cái ví dụ Công Minh Hiếu hay là Huấn Hoa Hồng, Huấn Hồng hay là chị Linda gì á cũng vui. Và mình khi mà mình xem những cái clip đấy thì mình xem những cái livestream đấy, mình xem với cái tư cách là giải trí đơn thuần chứ không phải là để mình bắt chước theo hay là mình học hỏi theo cái gì. Nên là mình nghĩ là mọi chuyện vẫn ok. Những cái có, mình sẽ có những cái câu nói vui để mình giao tiếp với nhau hàng ngày. Nó là như vậy thôi nha. Đối với quan điểm của Thịnh thì khi bạn giỏi bạn sẽ kiếm được tiền, còn khi mà bạn có không có cố gắng và không có học, không phải là học giỏi đấy, mà khi mà bạn không có cố gắng trong cái việc bạn đã làm mà bạn không giỏi được á, thì những cái thứ tiền bạn kiếm ra nó sẽ không kéo dài lâu, và nó cũng sẽ không có, nó chỉ là một cái thời gian nhất định, hoặc là một cái hiện tượng, hoặc là một cái sự may mắn của bạn. Khi mà mình bắt buộc mình phải giỏi hơn và mình phải cố gắng hơn từng ngày, thì cái tiền của mình kiếm được á, nó sẽ trải dài ra theo năm tháng. Thì cái đó là quan điểm của Thịnh. Khánh thì sao? Đối với Khánh á, thì Khánh tin là mỗi người sinh ra trên đời đều có một cái sứ mệnh, và sứ mệnh của một người nào đó có thể là học giỏi, một người nào đó có thể là làm giỏi, thì mình nghĩ là không nên đánh đồng bất cứ một ai hết. Quan trọng là cứ giỏi là được, không có cái nào gọi là ngu mà có thể kiếm tiền nhiều được hết. Đúng không? Đối với anh thì anh không nghĩ là điều đó. Ngu nó hơi nặng nề á, tại vì mọi người nói là cái câu đó là ngu mà. Nên là anh cảm thấy là cái việc mà mình bắt buộc mình phải giỏi đã. Tùng thấy sao? Bản thân em thì em thấy cái câu đó cũng không đúng lắm, bởi vì mỗi người sẽ có một cái sở trường riêng của mình, một cái sở thích riêng của đúng mình rồi, họ sẽ giỏi trong một cái lĩnh vực nào đó, không phải là việc học. Giống như một số người có thể giỏi trong việc học, và họ vẫn có thể trong nghệ thuật nhiều người giỏi về thể thao, họ sẽ trở thành vận động viên. Mỗi người có một sứ mệnh, mỗi người sẽ có một sứ mệnh riêng của và mình. Chúng ta không nên áp đặt bất cứ tư duy nào vào nhau cả. Xin cảm ơn Giang đã cho Đi Táp có những cái chia sẻ về cái suy nghĩ của mình về những cái vấn đề này. Goodbye. Để mỗi ngày tràn đầy niềm vui thì các bạn hãy nhớ download app Tử Vi hàng ngày nha. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé.